Hôm nay chủ đề là tình mẹ, vì hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân của chị doanh nhân Kim Loan, và cũng gần đến ngày 8 tháng 3 là ngày phụ nữ quốc tế, cho nên để tôn vinh những người mẹ, những người phụ nữ với tấm lòng bao dung và lúc nào cũng lo lắng cho những người con của mình, cho nên là chị Kim Loan chọn chủ đề trong ngày hôm nay, đó là ngày chủ đề tình mẹ. Xem những trích đồ cái lương hồ quảng đó là anh nghệ sĩ Ngân Tuấn, anh Ngân Xuân Tuấn là một nghệ sĩ cái lương hồ quảng của trời ơi đẹp à, anh Vũ Linh đã mất rồi thì bây giờ là một truyền nhân anh nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh múa trời ơi đẹp, nhưng mà đẹp không bằng tôi đâu nha, múa Trung Tử Long múa còn đẹp hơn nữa nha. À nói trước nha, cái nào nói thì nói thiệt đó nha, Trung Tử Long múa ngang ngửa Ngân Tuấn không thua đâu. Chút xíu coi. Cảm ơn bạn. Tất cả hãy ổn định, hãy uống nước và dùng những món đặc sản của quê hương mình, có là bún nước lèo nè ha, và đặc biệt là có bánh bao của thành phố Hồ Chí Minh đem xuống đây phục vụ luôn. Thì nhau tội của ngươi không thể nào tha thứ được, ngươi là phạm vào ba trọng tội. Tội thứ nhất giam mẹ nơi cung chương, tội thứ hai giết chứng phi tang, tội thứ ba phạm giả quân hòa, trước địa quân giam phong tử vụ đã ban điều điện. Giờ nó bay qua chư hầu, chúng ta bên sáng hà. Giờ mũi tay mà bay vào, chi phi giao đánh xa. Hồng nhà đời ta, đành những dương tình bắt đầu. Phải lãnh án tam bang, trời ơi ta là vua ngồi trên ngôi cao chính bệ, chỉ vì tiếng á mà giờ đây phải tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu lãnh án giờ. Đừng phi nhau xuống xa nghe nào, tới tận em đời lòng này tuôn rơi đánh đi thân nhạc hồng. Bởi cây hồ quán lực khách phải dương đó đài, chấm quy đưa điều cứ các khách đã dùng thương, mà tha thứ vì giao nàng khác sâu ở nhàng nhàng đời quân quay. Chấm quy xuống đây xin các khách này ta thứ tội cho người của ta yêu. Với anh gia hình ta thương nàng,
má hồng vẫn bạc. Vì nhau người cao dài ông bài di đoạn đi tình à đành ly biệt. Người đầu sông kẻ cuối ngân hà vì giàu hãy là nắng tam băng điều khiển cho hoàng đế anh tôn phê chiếu. Phê chiếu anh tôn giá phê chiếu đi phê chiếu. Trời ơi ta phải phê chiếu giết người chung đổi lấy bạn an tam ban. Vì nhau nàng chết rồi ta sống sang như nhà lạc đàn giữa đêm tam đôi bàn. Trời ơi dưỡng để mà chi công vì nàng giữ lại cũng chưa một nhan sắc chết hả?